T30 Pro Mi có thể được coi là một cái sản phẩm mà EcoVac đưa vào rất rất nhiều thứ bên trong cái sản phẩm này. Thì nó được coi là một con robot mà có nhiều cái cách thức điều khiển nhất từ trước cái này của EcoVac. Thông thường thì ví dụ như những con robot thông thường này, đây ví dụ như con này, thì nó chỉ có một cái nút clean ở bên trên này thôi và một cái hàng điều khiển trên dock. Nhưng mà đối với T30 Pro Mi, thậm chí là ở trên dock nó còn bị ngắt, nó còn không có cái nút điều khiển này và đưa hết xuống dưới ba cái nút ở trên con robot như này. Thì đầu tiên về cái việc ra lệnh của giọng nói thì Eco nó vẫn là cái trợ lý ảo mà EcoVac sử dụng trên T30 Pro Mi. Thì khả năng là Eco trên T30 Pro Mi nó sẽ thông minh hơn và nó sẽ giống như tương tự như là trên X2 Mi. Tức là cái việc sử dụng trợ lý ảo Eco nó được tích hợp thêm cả trí tuệ nhân tạo AI. Và khi chúng ta dùng cái trợ lý ảo này thì những cái câu thoại, những cái câu nói nó sẽ được ngắn và sẽ được tinh gọn hơn, và con robot nó chỉ cần nghe là những cái keyword là nó có thể nó tự động nó hiểu và làm được. Vẫn dùng được những cái trợ lý ảo từ bên thứ ba, ví dụ như là Google Assistant hoặc là Alexa. Thì cái đấy nó là một cái trải nghiệm thêm rồi, mọi người có thể cài đặt khi mọi người sử dụng cái smart home. Điều khiển ở trên app điện thoại thì nó quá quen thuộc rồi, nhưng một cái rất mới lạ đấy là trên T10 Pro Mi thì chúng ta có thể sử dụng và điều khiển ở trên Apple Watch. Thì mình lại chưa có cơ hội để dùng Apple Watch để có thể hiện cái tính năng đấy ở trên cái con robot này. Nhưng mà nó sẽ tối ưu cái những cái đề xuất để chúng ta có thể điều khiển trực tiếp trên Apple Watch bằng những cử chỉ rất đơn giản. Còn cái quan trọng nhất và hai cái mình muốn nói để cuối cùng để nói, đầu tiên là T30 Kick. Thì T30 Kick nó là cái công nghệ đầu tiên được đưa vào sản phẩm robot bụi, tức là thay vì chúng ta phải ấn ở trên dock, ấn ở trên con robot thì chúng ta chỉ cần đá bằng chân, tức là đá vào phần cản trước của robot này. Đây, bây giờ sẽ vào cái app điều khiển nó xem nhé. Đây, nó đang trong cái chế độ mà sấy khô bằng khi nóng. Thì bây giờ mình sẽ tắt thử cái chế độ đi trước. Có, tắt rồi. Ok, mình sẽ vào cái cài đặt. Ấn vào cái cài đặt khác này. Đây, thì nó sẽ có cái cảm biến bằng chân. Thì khi robot ở chế độ chờ hoặc tạm dừng để làm sạch thì hãy chạm nhẹ vào bộ giảm chấn từ 0,3 đến 1 giây để bắt đầu hoặc tiếp tục trong cái quá trình làm sạch. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm luôn, mình đã bật lên rồi. Bây giờ mình đã kết thúc cái chu trình rồi, bây giờ con robot nó đang ở trên app và nó ở trong chế độ chờ thì mình sẽ thử đá. Ok, thì bây giờ nó đã bắt đầu nhận chế độ là hút bụi và lau sàn, một cái chế độ khá là hay. Và nếu mà ai quá lười không mở app điều khiển hay là không mở những cái gọi là dùng một bên thứ ba nào đấy để sử dụng thì có thể là dùng cái cách này, chỉ cần đá vào cái cản trước con robot một cái là con robot nó sẽ tự động nó chạy và nó làm sạch. Còn một cái nên bây giờ mình sẽ đợi con robot về dock. Ok, nó đã về dock rồi. Còn một cái mà rất hay được tích hợp ở trên ba cái nút này ở trên con robot. Hút rác luôn. Đợi cho hút rác xong. Ok, mình sẽ kéo con robot ra ngoài. Thì ở trên mặt con robot này nó sẽ có ba cái nút trạng thái. Nút ở giữa là clean này. Nút mà có hình tròn này, nó là nút spot, tức là nó sẽ đi làm theo vùng và điểm. Và nút ngoài cùng nó sẽ là nút quay trở lại dock sạc, quay trở lại cái trạm base station ấy. Thì nếu mà chỉ thông thường ba cái nút ba chức năng như thế thì nó sẽ không có gì để nói. Nhưng mà khi chúng ta giữ những cái nút này thì nó sẽ có những cái trạng thái khác nhau của con robot này. Đầu tiên là giữ cái nút clean. Như video trước mình đã nói rồi, tức là nó sẽ tự động nó hiểu đấy là cái lệnh mà khởi động robot. Và khi mà con robot đã khởi động rồi, giữ cái lệnh này thì nó sẽ quay là cái lệnh tắt robot đi. Đối với cái việc mà giữ cái nút quay trở về dock sạc, giữ cái nút giữ lâu cái nút quay trở về dock sạc này thì con robot lúc đấy nó sẽ hiểu là self cleaning, tức là làm sạch cái khoang nước này. Đấy, khi mà mình ấn cái này thì nước nó sẽ cấp xuống để cho mình lấy bàn chải, mình có thể chải và vệ sinh cái khoang này. Sau khi chải vệ sinh xong thì lúc đấy là nó sẽ tự động nó hút ngược lên, coi như là cái quá trình làm sạch. Và cái ngoài cùng
Cái này thì nếu mà nhà nào có trẻ con thì có thể lưu ý và sử dụng. Đấy là cái nút Sport này. Khi mà mọi người giữ lâu cái nút Sport này thì nó sẽ tự động nó hiểu và nó sẽ thành chế độ là khóa trẻ em. Thì lúc đấy các cái chức năng ở trên mặt dock này thì nó sẽ không còn thao tác được nữa. Và để mở khóa trẻ em thì mọi người sẽ lại phải giữ, thì lúc đấy nó mới mở khóa trẻ em lại được. Thì một cái video ngắn chia sẻ về những cái cách điều khiển cái em T30 Pro Mini này, dành cho những ai đang định hoặc là đã sử dụng rồi nhưng mà chưa biết. Thì nếu mọi người thấy hay thì mọi người có thể cho Quang và Cum xin một like và subscribe vào video. Hoặc là nếu mà cần test thêm những cái tính năng nào thì mọi người có thể để lại comment nhé.